channel của mình là Kenya Minh đây, và hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi đó là Roblox nhé. Và hôm nay mình sẽ bán một thằng cúng vip, thằng này cũng giá đánh giá là 200k thôi. Bạn muốn liên hệ mình nhé, đây đầy đủ các đồ ngon nữa là ngon. Quá ngon luôn. Đó, ngon các bạn. Còn đây nữa. Phát của trò chơi này à? Ngon, rất là ngon các bạn. Đó, thấy chưa? Ngon lắm à? Đánh rẻ các bạn 20k. Lần này mình làm chắc 1.500 lúc thôi ạ. Đó. Nếu là có mua thì liên hệ với mình, đã khoảng 20k. Anh mua liên hệ với nhà, mình sẽ để bằng mô tả bên dưới. Tên đó, tài thai cô. Đó, đây là của mình. Nhà mua thì liên hệ với mình nha. Bye bye.